Xin chào quý cô chú anh chị. Nguyễn Hoàng hôm nay sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình một ngôi nhà với mức giá là 1.750.000.000 của chú anh chị ha. Nằm ở đường Tân Hòa Đông, thuộc hẻm 297 Tân Hòa Đông của chú anh chị ha. Đây, hẻm 247 là ở đây nè cô chú anh chị. Giờ em sẽ vào vào hẻm 247 cho cô chú anh chị mình tham quan cái căn nhà 1.750.000.000 nha. Đó, trong hẻm này là cô chú anh chị ơi, nhà mình thì ngang 3,5 m, chiều dài là 6,5 m. Đó, nhà mình trong hẻm này cô chú anh chị ha. Đây, vị trí của nhà mình ở đây nè. Đó, cái này nè. Thì hồi nãy em cũng đã sơ lược về cái vị trí đường đi cho cô chú anh chị mình rồi ha. Thì cái căn nhà mình đây nè. Căn nhà này là căn nhà của mình nha cô chú anh chị ha. Đó, nhà được thiết kế một trệt một lầu nha cô chú anh chị. Đó, đường trước nhà nè. Rộng tầm 2 m. 2 m đến 2,5 m cô chú anh chị ha. Đó, rộng từ 2 m đến 2,5 m. Đó, nhà mình là nhà khu nhà hẻm cục nha cô chú anh chị. Đó, như cô chú anh chị cũng sẽ thấy là nhà mình là ngang 3,5 m và chiều dài vô là 6,5 m nha. Nhà thì được thiết kế là một trệt một lầu. Đó, cái công năng sử dụng của nhà mình nha. Đó, rất là gần luôn cô chú anh chị ơi. Một trệt một lầu ngang 3,5 m, chiều sâu vô 6,5 m và nở hậu là 3,6 m. Nhà này được chủ chia sẻ với cái mức giá là quá là tuyệt vời luôn. 1.750.000.000 của chú anh chị ha. 1.750.000.000 mình sẽ sở hữu ngay cái căn nhà này với cái công năng sử dụng là 2 phòng ngủ. Nếu mà mình không lấy phòng thờ thì mình sẽ được 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn. Có khoảng không gian bếp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây là khoảng không gian bếp nè. Bếp đây. Đó. Bồn ở đây, bồn rửa chén rồi rửa tay ở đây nha cô chú anh chị ha. Khoảng không gian này mình có thể để máy giặt ở đây nữa nè. Đó, mình có thể làm hầm tủ ở đây cũng được nha cô chú anh chị. Đường ống máy giặt đây. Đó, đường ống cấp, đường ống xả đều đầy đủ hết. Còn khoảng không gian trong này, khoảng không gian trong này là toilet nè cô chú anh chị ha. Khoảng không gian toilet thì sẽ có bồn cầu lavabo và vòi sen cho cô chú anh chị luôn nha. Đó. Quá là trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, khoảng không gian trong này là không gian của toilet nè của chú anh chị. Đó, toilet ở đây nằm ở đây. Đó, nhà mình được 2 phòng. Đó, 2 phòng ở đây của chú anh chị ha. Đó, 1 phòng bên trong này nè. Nhà mình có cái ban công nhỏ phía trước luôn nha. Đó, đây là 1 phòng nè. Rồi, 1 phòng ở đây nữa của chú anh chị ha. Đó, 1 phòng ở đây nữa. Và khoảng không gian này là không gian của ban công nè của chú anh chị. Đó, ban công ở nhà mình đây có lan can đồ đầy đủ hết luôn. Đó, với cái mức giá 1.750.000.000 nha cô chú anh chị ha, sẽ sở hữu ngay căn nhà này. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà yêu mến thích căn nhà này thì liên hệ em Hoàng để sở hữu ngay nha, và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video mới, và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho những ai mà chưa có nhà mà đang cần tìm với cái mức giá này, thì cô chú anh chị có gì chia sẻ giúp em nha. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chúc cô chú anh chị một ngày làm việc an lành và tốt đẹp, và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha.